Chào anh em nhé, hôm nay mình lại đến nhà bạn Hiền. Đấy, có cái quay cho anh em những cái bức gỗ rất là đẹp, nhà rất đại gia, rất đẳng cấp đây anh em nhé. Đấy. Ui. Đấy, rượu rồi, đây, rượu rượu gì đấy bạn? Cỏ nhung. À, rượu này chuyên Bình An. Tầm khoảng ví dụ cái bình này khoảng bao tiền bạn nhỉ? 2-3 triệu gì đấy, tùy. Đấy. Quá đẹp luôn. Nhà ốp gỗ nha anh em nhé. Đây là rượu Tam Thất Hoang. À, chính rượu rừng Lai Châu. Đa số là cỏ nhưng mà Tam Thất Hoang. Những củ như này giờ là quá hiếm luôn đúng không? Đúng rồi, củ nó rất là già, nhiều mắt. Cứ một mắt là một năm. Ừ. Nhìn rất đẹp luôn. Quá nhiều. Anh em nhé. Đấy. Thiệu với anh em đây là khu vực ở phía trên của nhà bạn đấy nhá. Thì các bạn nhìn xem, đây là những cái giò yên thủy quá là mập và đẹp anh em nhé. Đấy, thời điểm này là cái thời điểm mà chúng ta rất dễ sưu tầm anh em ạ. Đấy, kẻ Phú Thọ ho này mọi người nhé. Đấy. Ho siêu đẹp luôn và đủ size. Bạn ấy là có nhu cầu là muốn bán anh em nhé. Đấy. Mọi người xem cái chậu HO này, nhìn nó quá khủng khiếp luôn. Nhìn quá mập, quá rụt luôn anh em nhé. Bạn nào có nhu cầu thì về mọi kích cỡ. Thứ một là comment vào video, hai là có số điện thoại đây, các bạn cứ gọi điện cho mình, có thể add Zalo. Giá thì cũng rất là phải chăng thôi. Mình ở Than Uyên Lai Châu nhé, bảo hành tuyệt đối luôn. Đây là giò này, giò cú này, quay cho mọi người xem, đây giò HO này. Và đi gọ thì thôi rồi. Giò HO này nó khoảng mấy mét bạn nhỉ? Ôi giời, giò này năm ngoái thì đúng là mơ và nghĩ luôn đấy. Giò này còn tầm 3 mét rồi. Giò này 3 mét, đúng không? Còn những giò như thế này thì trung bình khoảng 1 mét. Hay. Còn những cái nhỏ tầm hơn 20 cm cũng có. Khi 30 cm cũng có. Khi tầm 10 cm, rất nhiều size. 6 cm, 5 cm. Thời điểm năm ngoái thì chỗ này là cũng khá khá đấy. Nguyên một cái sạp này toàn ho hết bạn nhỉ? Đúng rồi, toàn ho. Mọi người nhìn xem nhé, chậu này nhìn rất là mập và rụt đẹp này. Đấy. Chậu đẹp là đẹp nối. Tôi nhìn đây giống kiểu bạch tuyết sao nhỉ? Đây đúng không? Hay là tôi nhầm? Không phải bạch tuyết. À. Đấy. Còn khu vực ngoài này là yên thủy các bác nhé. Nói chung là giá cả rất là phải chăng thôi anh em ạ. Yên thủy vào cả mỹ nhân nhé. Đấy, nhìn cái dấu hiệu của yên thủy là anh em là thừa biết rồi, đúng không ạ? Đó. Ví dụ như chậu này vào năm đợt tháng 3, tháng 4 vừa rồi thì nó là quá quá cao, quá nhiều tiền luôn anh em. Anh em xem thấy được chưa? Đây cũng thế. À, còn bên này là năm cánh trắng Phú Thọ anh em nhé. Đấy. Thực ra là ở đây là công ty cho nên là mình lên là mình đăng video để cho anh em có thể liên hệ với bạn ấy để sưu tầm giống cả nhà nhé. Đấy, như mọi người nhìn thấy này, đây là Phú Thọ này. Đấy, những cái chậu Phú Thọ như này các anh em có thể thoải mái sưu tầm và không nghĩ ngợi gì về giá luôn. Đấy. Đấy, giá và giống, chuẩn giống luôn. Chuẩn giống. Thì đã hoa ở vườn rồi. À, những cái giò như kiểu những cái giò kia năm 2 giò này là hoa hết rồi, tất cả hoa hết tại vườn luôn. Đây là những giò mẹ đấy. Nói chung với những người đã HO này cũng hoa tại vườn, HO giò to cũng hoa tại vườn hết. Ừ. Trong nghề thì không thể trượt được, nhìn cây không thể trượt được. Đấy, Phú Thọ này quá mập quá đẹp luôn anh em nhé. Đó. Quá mập quá đẹp. Là anh em là đang có nhu cầu xuất hết cả hai sạp này luôn các bác nhé. Đấy. Bác nào mà thích tác phẩm sang năm thì có thể sưu tầm những cái chậu lớn như thế này. Đấy. Chậu lớn như thế này thì nó quá là VIP luôn. Đấy. Mọi người nhìn xem cái rễ của nó. Đấy. Xi lanh này hút thuốc, phân thuốc. Đấy. Đây toàn bộ là đều đã hoa tại vườn và có chỗ này tính tầm khoảng được 30 mét tất cả nhỉ. Được. Tầm khoảng 3-40 mét tất cả. Chưa đo nhưng mà được. Đấy.
Những cái chậu hoa như này anh em sưu tầm giống thì quá là dễ luôn, nó rẻ đúng không ạ? Đẹp nhỉ? Cái chậu này năm ngoái mình đã quay ở vườn của bạn ấy, bạn Hiền, thì chậu này là chuẩn đã hoa tại vườn rồi anh nhé em nhé. Và xả từ cái chậu này ra rất là nhiều kỳ như thế này. Đấy. Hello kỳ anh. Thế thì trước đây thì mua ví dụ những cái chậu hồng này thì mua bao nhiêu hả bạn? Đấy mua nó vào tầm 15 triệu một sen. 15 triệu một Năm sen. ngoái mua 15 triệu một sen. Tất tần tật yên thủy đây đều hết. Ừ. Yên thủy, rất yên thủy. Còn đây 15 đây triệu một đây sen. minh nhân, đây minh nhân. Đây yên thủy đây, nó ghi rõ ràng đây Ừ. minh nhân. Mua ở cái tầm giá cao thì anh em cứ gọi là cứ 100 cây thôi. Quá đẹp luôn anh em nhé. Đấy. Bạn nào có nhu cầu thì có thể liên hệ với số điện thoại của bạn Hiền đấy và bạn Long là chủ của cái vườn lan này để mình ghi ở dưới phần mô tả cho anh em nhé, anh em nhé. Kể cả Phú Thọ size nhỏ những cái chậu này một vài trăm nghìn là anh em hoàn toàn có thể sưu tầm được và mình đảm bảo đây chính là Phú Thọ. Năm ngoái Hiền vào rất là nhiều Phú Thọ và HO. Đấy. Xin chào anh em và chúc anh em một ngày thật vui vẻ.